Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là sáng mùng 10 tháng 8 năm 2016 và clip này tôi xin giới thiệu bộ Trường Kỷ Mẫu Huế 8 thứ. Trước đây chúng tôi đặt gọi là bộ B8 thì bộ này cũng giống hệt bộ B8 nhưng mà một khách hàng người Huế đã đặt chúng tôi cái bộ này theo một cái thể thức mới, tức là toàn bộ cái tầng trên từ mặt trở lên là đều tăng 1 cm. Cho nên chúng tôi gọi là B8 phiên bản 2. B81 đi. À, xin lỗi, gọi là bộ B82. Bộ B82 này thì vẫn là thể thức là một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn là 5, một chiếc bàn là 6 và hai chiếc đôn trà là 8. Nhưng mà so với chiếc ghế 1, so với bộ B8 thông thường thì cái bàn tay này to thêm 1 phân. Các cái mặt này đều là dày 2 phân. Các cái bản đằng sau này cũng thêm 1 phân và cả các cái phần đục ở phía bên trong này cũng đều là tăng dày thêm 1 phân. Cho nên đục hết sức là dày dặn. Thực ra là cái bản gốc của nó thì nó mỏng hơn nhưng mà cũng là hết sức tinh xảo rồi. Nhưng với những cái hàng, với hàng phiên bản 2 này thì cái độ tinh xảo lại được nâng lên một cấp nữa. Vô cùng là nhỏ nhắn mượt mà như những cái sợi tóc, những cành lá thông như thế này. Đây chúng tôi vẫn làm là cái bộ B8 thông thường chúng tôi vẫn đang có. Còn cái bộ B82 này thì hiện nay vẫn đang sản xuất tiếp nhưng mà lúc này bản thân lúc này là không còn. Còn bộ này thì sắp chuyển cho khách hàng ở Huế rồi. Để đấy thôi. Bên kia là những người thợ tôi đang khiêng hàng ra. Dòng hàng này nó kỹ càng đến nỗi mà mặt sau cũng kỹ như mặt trước. Tuy nhiên là mặt sau thì đục chạm ở cái hệ gọi là cẩm quy. Và chính là vì cái phong cách hàng của vua dùng cho nên là tại sao cái mẫu này lại cầu kỳ đến nỗi từ gót chân và đến tận trên yếm như thế này, cái chỗ nào cũng cầu kỳ, không một chỗ nào là không đục chạm cả. Chỉ còn trừ mỗi cái mặt ngồi, cái tay sờ và cái chỗ trên cùng của lưng là để lại, còn lại là đục chạm kín mít hết. Có lẽ là với cái hàng phong cách vua chúa thì họ nghĩ rằng là đối với vua là không thiếu tiền, không thiếu công và càng cầu kỳ càng tốt. Với những cái họa tiết mà chúng ta đi vào trong lăng của Khải Định, vị vua Việt Nam thời Nguyễn, chúng ta sẽ thấy những cái họa tiết rất là quen thuộc. Nói những gì thuộc về mẫu Huế thì nó có một cái nét đặc trưng riêng, đó là vô cùng là cầu kỳ tinh xảo. Và chúng tôi cứ sưu tầm được những cái mẫu, cứ ở những nơi cung vua phủ chúa thì nhất định là sẽ được những mẫu đẹp. Ở Việt Nam mình thì
Một cái nguồn quan trọng là từ cái cung đình Huế và ở những cái khu biệt thự cổ, những cái lâu đài cổ ở phía Bắc, phía Nam. Thế còn thì mẫu thuộc về, mẫu về phía phương Tây thì là những cái mẫu Louis của Pháp, và mẫu phương Bắc là những cái bộ bàn ghế và những cái mẫu từ các cái đời Tần, đời Kiến Quốc. Đấy là những cái mẫu kinh điển từ đời Minh, đời Thanh, những mẫu kinh điển mà đã được nền văn hóa hiện đại chấp nhận, kế thừa từ cái những cái nét tinh tú của cái nghệ thuật từ cổ đại truyền lại. Và tôi rất nhớ một khách hàng Hải Phòng nói với tôi là cậu không nên thừa năng lượng, cậu cứ chỉ việc kế thừa tất cả những gì tinh hoa, và cậu chỉ cần cải tiến bổ sung một chút cho phù hợp với xu hướng hiện đại là được, chứ tuyệt đối không nên sáng tác mới một tí nào. Nếu sáng tác mới cứng thì chưa chắc đã đi vào thị trường được như thế này. Và nhớ lời tâm sự đó của một khách hàng Hải Phòng tôi từ những năm 1995, trong khi tôi hay nằm bò ra nhà để vẽ những cái mẫu mới, thì vị khách Hải Phòng nói như vậy. Và từ đến nay thì tôi ngẫm ra là đúng là kế thừa là điều quan trọng, còn cái phần sáng tạo chỉ nên chiếm một phần nào đấy thôi, nhất là đối với cái đồ phỏng cổ, đồ gỗ mỹ nghệ này. Cái bộ ghế này đã được trình bày tương đối đầy đủ, và bây giờ tôi lia lại máy cận cảnh một chút cho quý vị xem. Nhắc lại đây là mẫu B8 phiên bản 2, gọi là B2, gọi là B82, ngày 10 tháng 8 năm 2016. Hiện nay chúng tôi đang có một cái lo lắng là hiện nay bên Lào là cái nguồn cung cấp chính cho Việt Nam về gỗ đã chính thức là dừng xuất khẩu. Cho nên là mà những cái bộ ghế giả cổ này thì nhất định phải làm bằng gỗ vụ thì nó mới đạt được cái màu nó lại huyền diệu như thế này. Sau này hết gỗ vụ thì có thể phải làm sang dạng khác, nhưng mà tôi rất lo vì cái gỗ khác nó không bao giờ có cái màu gỗ đặc trưng như thế này. Cho nên cái lượng cơ số dự trữ trong kho nó có hạn, sợ rằng khi hết rồi thì sau này những dòng hàng này một lúc nào đó sẽ bị tuyệt chủng. Về tay nghề thợ thì vẫn còn, nhưng mà cái không còn cái gỗ này nữa. Việt Nam thì cũng đã tương đối hết gỗ rồi. Tuy nhiên là với sự vận hành của thị trường thì hết thì cũng đành phải chịu, và hết thì lại tìm ra một cái cách làm mới. Nhưng hiện xin tạm biệt quý vị tại đây.